Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Chúa Nhật ngày 20 tháng 12, Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, năm B. Các thánh lễ trong tuần gồm có: thứ năm ngày 24 tháng 12, thánh lễ vọng Giáng sinh, lễ trọng. Thứ sáu ngày 25 tháng 12, thánh lễ Giáng sinh, lễ trọng và lễ buộc. Thứ bảy ngày 26 tháng 12, thánh Stefano, tử đạo tin khởi, lễ kính. Trong thánh lễ hôm nay, xin quý vị và anh chị em hiệp ý với linh mục chủ tế, cầu nguyện cho những ý chỉ sau. Các linh hồn mới qua đời, linh hồn bà cố Maria Hà Thị Phúc là thân mẫu của cha Gioan Kim Micae Nguyễn Quang, dòng Ngôi Lời, bút danh Nguyễn Trung Tây, ký giả Việt Catholic. Bà cố Maria mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn nghệ sĩ Giuse Nguyễn Chí Tài mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Chi mới qua đời tại Mỹ. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Lĩnh mới qua đời tại Denver. Lễ dỗ và cầu hồn. Linh hồn Sơ Maria Martha Nguyễn Thị Lục dỗ 1 năm. Linh hồn cha Francisco Trương Biểu Diệp. 6 linh hồn Maria, 2 linh hồn Phêrô, 2 linh hồn Giuse, 1 linh hồn Maria Teresa, 1 linh hồn Vinh Sơn, 3 linh hồn Gioan Bautista, 1 linh hồn Gioan, 3 linh hồn Dominico. 8 gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn tiên nhân nội ngoại. 1 gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. 3 gia đình xin cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Các ý lễ khác. 1 gia đình xin cho con được khỏi bệnh nan y. 3 gia đình xin ơn bình an và khỏe mạnh. 6 gia đình xin tạ ơn. 4 gia đình xin cho người thân bị nhiễm COVID-19 sớm được lành bệnh. 1 gia đình xin cho người thân không bị nhiễm COVID-19. 1 gia đình xin cho gia đình được hòa thuận. 1 gia đình xin ơn như ý. 1 gia đình xin cho chị khỏi bệnh phụ khoa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Con xin kính chào ông bà, anh chị em gần xa. Chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ 4 mùa vọng. Và không còn mấy ngày nữa, chúng ta sẽ mừng đại lễ Giáng sinh. Và ý nghĩa của mùa vọng đó là việc chúng ta chuẩn bị và mong chờ Chúa đến. Thì Chúa Nhật thứ 4 mùa vọng là Chúa Nhật cuối cùng để chúng ta chuẩn bị tâm hồn
đón Chúa ngự đến trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn chúng ta, đặc biệt là nơi tâm hồn mỗi người chúng ta. Vậy để trong thánh lễ này chúng ta xứng đáng được tham dự thánh lễ, chúng ta chuẩn bị tâm hồn và trong tâm tình đó chúng ta thưa với Chúa: Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Ngày hôm nay chúng ta dâng lên Chúa những ý nguyện theo các ý lễ đã được quý ông bà anh chị em xin trong tuần qua. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng con biết thật Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đồ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ cống ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa đã cho chúng con được sống lại hiền vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài chích sách Samuel quyển thứ 2. Khi vua David được yên cửa yên nhà và Đức Chúa đã cho vua thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, khi vua nói với ngôn sứ Nathan: Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải. Ông Nathan thưa với vua: Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì Đức Chúa ở với ngài. Nhưng ngay đêm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Nathan rằng: Hãy đi nói với tôi tớ của ta là David. Đức Chúa phán thế này: Ngươi mà xây nhà cho ta ở sao? Chính ta đã cất nhắc ngươi từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ lên làm người lãnh đạo dân ta là Israel. Ngươi đi đâu, ta cũng đã ở với ngươi. Mọi thù địch ngươi, ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ cho dân ta là Israel một chỗ ở. Ta sẽ định cư chúng và chúng sẽ ở luôn tại đó. Chúng sẽ không còn run sợ và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu. Kể từ thời ta đặt các thủ lãnh cai quản dân ta là Israel, ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa. Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà. Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Đối với nó, ta sẽ là cha, đối với ta, nó sẽ là con. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta. Ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Thank you.
Chúa con sẽ hát ca lòng từ bi của Chúa đến muôn muôn đời, đến muôn muôn đời. Lạy Chúa con sẽ hát ca lòng từ bi của Chúa đến muôn muôn đời, đến muôn muôn đời. Tôi hát ca lòng từ bi của Chúa đến muôn đời, miệng tôi sẽ ca vang lời chúc khen cảm tạ lòng thần tín của Ngài. Lời Chúa con sẽ hát ca lòng từ bi của Chúa đến muôn muôn đời, đến muôn muôn đời. Ta ước giao cùng người ta cho dòng dõi cho người và sẽ xây dựng lại nền ngôi báu của người. Lời Chúa con sẽ hát ca lòng từ bi của Chúa đến muôn muôn đời, đến muôn muôn đời. David thưa Ngài thực là Thiên Chúa, núi đã chở che nguồn ơn cứu thoát tôi. Tình Chúa thương cao vời, lời giao ước muôn đời. Lạy Chúa con sẽ hát ca lòng từ bi của Chúa đến muôn muôn đời, đến muôn muôn đời. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vinh danh Thiên Chúa, đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng. Tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mậu nhiệm, vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, đấng hằng có đời đời, mậu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vân phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là đấng khôn ngoan thượng trí. Kính dâng người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói:
mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa chờ đợi. Còn nghĩ là chưa có bao giờ ông bà anh chị em chúng ta có một cái cảm nghiệm chờ đợi như năm nay. Chúng ta từ lúc bắt đầu đại dịch Covid xảy ra, chúng ta chờ đợi cho cái dịch nó qua đi, hay là ít nhất là chúng ta chờ đợi có cơ hội được gặp gỡ nhau. Rồi chúng ta chờ đợi khi được đến nhà thờ, còn vẫn nhớ những hình ảnh, đặc biệt là những cụ già đã chờ đợi bao nhiêu ngày tháng, và đến ngày được thông báo là được đến nhà thờ đi lễ, mừng quá khóc. Và rồi cũng mới đây, khi mà tiểu bang được mở cửa và những người thân có cơ hội gặp lại nhau, cũng bao nhiêu chờ đợi. Và cuối cùng cái điều mà họ chờ đợi, mong muốn nó đã đến, và niềm vui đã vỡ òa. Và kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong mùa vọng, cũng là mùa chờ đợi. Nếu như ông bà anh chị em nhớ Chủ nhật thứ hai, Chủ nhật thứ ba, mùa vọng, các bài đọc nói về việc chuẩn bị con đường để Thiên Chúa đến, chuẩn bị tâm hồn mình để Thiên Chúa đến, chuẩn bị con đường để Chúa đến, đến với mỗi người chúng ta, chuẩn bị con đường, san bằng con đường, những ngăn cách để chúng ta có thể đến với nhau. Và ngày hôm nay, bài đọc ngày hôm nay mời gọi ông bà anh chị em chúng ta đi xa hơn một chút xíu nữa, chuẩn bị tâm hồn chúng ta cho cái giai đoạn gọi là, có thể nói là đỉnh điểm của lịch sử cứu độ. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã bắt đầu từ ngàn năm. Và cái giây phút mà Thiên Chúa đến trần gian, Chúa Giê-xu là ngôi hai Thiên Chúa đến trần gian này, đó là cái đỉnh cao của chương trình cứu độ. Và chúng ta đang sống trong cái thời gian, thời khắc đó. Nếu như thế, khi chúng ta ý thức như vậy, thì chúng ta chuẩn bị tâm hồn mình như thế nào? Kính thưa ông bà và anh chị em, bài đọc 1 ngày hôm nay cho chúng ta thấy vua David dạy cho chúng ta có một cái tâm hồn như thế nào. Đó là trong bài đọc 1 kể lại rằng sau khi vua David gọi là đã thành công, đã chiếm được thành này thành kia vân vân, đã thành công, đã có xây được nhà, chỗ ở, và ông ta nghĩ đến việc xây nhà cho Thiên Chúa, cung hiến ngôi nhà vĩnh viễn cho Thiên Chúa.
Con nhớ cách đây không lâu, đầu năm nay chúng ta khánh thành nhà thờ ngôi thánh đường này. Và chúng ta, cộng đồng Công giáo Việt Nam nói chung, cộng đoàn Tô Ma Thiện ở đây nói riêng, đã cung hiến ngôi thánh đường này cho Đức Mẹ, Thánh Mẫu La Vang. Và cũng tương tự như vậy, vua David đã muốn xây một ngôi nhà để cung hiến cho Thiên Chúa, để tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa. Đó là một cái tâm tình biết ơn là một cái tâm tình rất quý mến, rất đáng quý. Và việc biết ơn, ngang qua việc biết ơn, thì vua David nhìn nhận rằng tất cả những thành công của ông ta có được, đó là do ơn của Thiên Chúa ban. Và đáp lại lòng quảng đại, lòng tốt của vua David, Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận, không bao giờ chịu thua với lòng quảng đại của con người. Và Thiên Chúa đã nói rằng: ngươi mà xây nhà cho ta ư? Và chính Thiên Chúa đã xây nhà, một ngôi nhà vĩnh viễn cho vua David. Đó là dòng tộc vua David, đó là Đức Giêsu Kitô mà chúng ta chuẩn bị mừng đại lễ Đức Giêsu Kitô đến trần gian. Rồi một nét đẹp nữa mà mời gọi ông bà anh chị em chúng ta chuẩn bị tâm hồn để chúng ta đón mừng đại lễ mừng Chúa Giáng sinh, đó là chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria. Thật là tuyệt vời, Đức Trinh Nữ Maria, mặc dầu Ngài đã có chương trình riêng, như trong Kinh Thánh kể lại là Ngài đã được đính hôn, nhưng mà bên cạnh đó Ngài vẫn để ngỏ cuộc đời của mình cho sự hướng dẫn của Thiên Chúa, cho lời mời gọi của Thiên Chúa đến. Và với lời xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria, như là một cái nút thắt đã được mở ra, vỡ òa với niềm vui, cho đất trời được giao duyên, cho Thiên Chúa, ngôi hai Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Và đó là một cái tâm tình phải nói là rất là tuyệt vời ở nơi Đức Trinh Nữ Maria. Và kính thưa ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi nói lời xin vâng giống như Đức Trinh Nữ Maria, để cho Thiên Chúa đến với lòng mình. Và có thể nói là Thiên Chúa của chúng ta đang đứng ở ngay cửa của tâm hồn mỗi người chúng ta, đang gõ cửa và chờ đợi chúng ta, cái giây phút chúng ta mở cửa ra. Và vị khách đặc biệt ấy chính là ngôi hai Thiên Chúa sẽ đến ngự vào trong lòng mỗi người chúng ta, ngự vào trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Lời nói xin vâng vô cùng quan trọng đối với nhân loại này của Đức Trinh Nữ Maria. Và cũng tương tự như vậy, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi có một tâm tình ngoan ngụy trước sự hướng dẫn của Thiên Chúa, và để ngỏ cho ơn của Thiên Chúa hướng dẫn mỗi người chúng ta. Ước gì trong thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta chỉ còn vài hôm nữa chúng ta sẽ mừng đại lễ Giáng sinh, mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng. Chúng ta hãy xem lại tâm hồn chúng ta còn những cái vướng mắc gì đó mà nó bất xứng để cho Thiên Chúa, ngôi hai Thiên Chúa ngự vào. Chúng ta hãy dẹp đi, chúng ta hãy bỏ đi để cho chúng ta mừng lễ một cách trọn vẹn hơn. Và với tâm tình khiêm nhường, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta mừng lễ Giáng sinh với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Và đồng thời chúng ta nhìn nhận tất cả những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta, đó là chúng ta, những gì chúng ta thành công, chúng ta có được, đó là do ơn ban của Thiên Chúa. Và khi chúng ta có những tâm tình như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta mừng đại lễ Giáng sinh một cách trọn vẹn nhất và vui nhất. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, mẹ Maria đã phải trải qua những giây phút băn khoăn trong việc thi hành thánh ý Chúa. Mẹ đã cầu nguyện và suy đi nghĩ lại. Noi gương mẹ, chúng ta cũng thành khẩn cầu xin. Nhà của Ngươi và triều đại Ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời. Xin Chúa hiện diện bên các vị chủ tranh và ban tràn đầy ân sủng, để các ngài nên máng chuyển ơn cứu rỗi cho muôn người như Đức Maria. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Theo mặc khải màu nhiệm được giữ kín từ đời đời nhưng nay được tỏ bày, xin cho các tín hữu biết trân trọng và yêu mến những màu nhiệm Thiên Chúa thương tỏ lộ, để như Đức Maria nhờ thấm nhuần tinh thần cầu nguyện mà gặp được Thiên Chúa, nhờ đó thế giới được cải thiện nhiều hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tình yêu đã thúc đẩy Đức Maria nôn nóng sửa soạn những vật dụng cần thiết. Xin cho các bà mẹ Công Giáo khi thi hành bổn phận người nội trợ luôn có tâm tình mẹ của mẹ Maria, sẵn sàng chấp nhận những khó khăn như những món quà chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta được tinh thần tuân phục ý Chúa như mẹ, để chương trình cứu độ của Chúa được thể hiện tốt đẹp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, kế hoạch cứu độ của Cha đã bắt đầu khai mở khi Đức Maria tuân phục ý Cha. Xin cho chúng con biết sống âm thầm khiêm tốn, luôn sẵn sàng tuân phục ý Cha theo gương Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tựa như bánh và điều kiết tinh, chờ mong được thánh hóa, biến thành máu thịt thấm hồng, dưỡng nuôi muôn người dương thế. Thì nguyện dâng sáng thân con yêu hèn, cùng bao nỗi ô nhơ, mong
chờ Chúa ngự đến thánh hóa tâm hồn. Dâng lên Chúa của lễ đời mong, dâng lên Chúa yêu nhau cùng bánh miếng, dâng lên Chúa trọn tâm lòng son. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xưa Thánh Thần Chúa đã dùng quyền năng làm cho Đức Trinh Nữ Maria thụ thai, giờ đây xin Chúa cứ người đến thánh hoa lễ vật chúng con dâng trên bàn thờ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ đồng trinh đã cứu mang với tình yêu khôn ta, Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thay khi người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng người. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bề thần và quan thần cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phêrô, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện tạ ơn và xin ơn, cũng như dâng lên Chúa những linh hồn xin chúng con cầu nguyện trong tuần này. Họ là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lạy Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa
ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Con yêu Chúa trên hết mọi sự và con ao ước được rước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bí tích thánh thể. Xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng. Xin cho con ôm ơn Chúa vào lòng con, như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận bí tích thánh thể là bảo chứng ơn cứu chuộc muôn đời. Xin cho chúng con càng gần tới lễ Giáng sinh càng thêm lòng sùng mộ để sốt sắng mừng mầu nhiệm con Chúa giáng trần cứu độ chúng con, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, nào ta chúc tụng Chúa. Ta ơn Chúa. Dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy thô, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Con trông cậy ra thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan tiêu tôn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lan. Hằng Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy rập thân trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thân cực tình rập thân Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thân Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thân tử đạo nước Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình thánh lễ này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể đến tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.